Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món bắp cải cuộn thịt băm, trứng, đậu hũ, sốt dầu hào. Với cách làm nhanh, dễ cùng nguyên liệu rất là thông dụng, làm mình có món ngon đủ dinh dưỡng. Lâu lâu đổi món cho gia đình cũng tuyệt lắm luôn. Với bắp cải dai, giòn ngọt, kết hợp thịt băm, đậu hũ, trứng, béo, mềm và nước sốt thơm ngon đậm đà, rất là hấp dẫn. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình gồm có như sau: thịt ba chỉ 300g, có 2 miếng đậu hũ mình cần khoảng 210g và một cái trứng gà, một trái bắp cải khoảng 400g, ít củ hành tím, vài tép tỏi, ít gốc hành lá mà mình cần khoảng 40g. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Rồi, đầu tiên mình lấy hết hành tím ra, chẻ đôi như vậy. Sau đó đem đi cắt lát hết. Tỏi mình cũng đem ra cắt lát chung luôn. Rồi băm nhỏ. Mình lấy ra 1/3. Để riêng, lát nữa mình sẽ ướp thịt. Bắt chảo lên, cho vô đây 3 muỗng canh dầu ăn. Cho hết hành tỏi băm còn lại. Cái mình bật lửa vừa thôi, phi thơm cái hỗn hợp này lên. Đã, lúc này mình thấy nó là hơi cháy cạnh, hơi vàng nhẹ và lên hương thơm rất là hấp dẫn. Tắt bếp để đây, lát nữa mình đem đi tẩm ướp và nấu nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ lấy thịt ra, cắt lát mỏng. Món thịt này thì mình đi chợ mình lựa một cái miếng vừa ý rồi á, về mình làm như vậy cho nó ngon. Nếu được các bạn có thể mua thịt xay sẵn cũng được luôn. Mình cứ cắt lát mỏng như vậy để băm cho dễ nha. Nếu như mình có máy xay á, mình xay cho nó tiện cũng được nha các bạn. Đó, mình băm mình thấy nó tơi ra như vậy, nó không có dính chùm nhiều là được, không cần phải nhuyễn quá. Cho qua cái tô. Lấy hành lá đập dập đoạn gốc. Rồi cắt nhỏ luôn. Cho hết qua ướp thịt băm. Còn cái đoạn lá mình để riêng, lát nữa mình sẽ làm sau nha các bạn. Nêm vô đây, hành tỏi băm lúc nãy khoảng hơn 1 muỗng canh. Hành tỏi phi cho vô là 2 muỗng canh cho thơm. Muối 1/3 muỗng cà phê. Hạt nêm 1 muỗng cà phê đầy. Đường nửa muỗng cà phê. Tiêu xay nửa muỗng cà phê. Nước mắm là 1 muỗng canh đầy luôn nha các bạn, để cho đậm đà và có hương thơm. Đập cái trứng cho vô luôn. 2 miếng đậu hũ cho vô chung luôn. Rồi, mình sẽ trộn bóp đều lên để cho đậu hũ nát và hòa nguyện với lại trứng, thịt cùng các gia vị cho tan thấm nha các bạn. Đó, mình cứ nhào như vậy khoảng chừng 1 đến 2 phút nha. Rồi, sau đó mình ở đây ướp chừng 15 phút sau cho thấm gia vị, rồi mình đem ra gói và nấu. Đó, tiếp theo mình lấy bắp cải ra, dùng dao cắt ngay cái cuốn phía giữa như vậy. Rồi mình sẽ tách ra từng lá một nha các bạn. Đó, mình sẽ làm từ từ chứ không nó bị rách. Rồi tách xong, mình có cái nồi nước chừng 3 lít. Nêm vô đây 1 muỗng cà phê muối. Mình thấy nước đã bắt đầu sôi, cho cái lá bắp cải vô để trộn nhanh. Đó, cái nồi nước nó vừa sôi là mình sẽ lấy lá liền luôn nha các bạn, chứ mình không để lâu vì dễ bị nát cái lá. Đó, rửa như vậy. Cho qua cái thau nước mình đã chuẩn bị trước. Mình ngâm như vậy để cho cái lá cải nó nhanh nguội. Khi nữa rồi kia mình lấy ra gói luôn nha các bạn. Cho lá vô xong mình sẽ trộn nhanh nha các bạn. Vì nước đang sôi, mình cho vô xong rồi đảo qua đảo lại, lấy ra liền luôn. Cái cọng hành nó vừa héo như vậy là được. Đó, hành lá bắp cải đã nguội, mình sẽ lấy ra luôn. Mình sẽ rửa rồi rẽ cho ráo nước luôn. Với cách này thì mình có thể chọn cái bắp cải thảo để làm cũng được luôn các bạn. Rồi bây giờ mình lấy lá cải ra, mình sẽ cắt tỉa những cái đoạn mà nó tơi ra như vậy. Bỏ luôn cái cuốn cứng nè, mà được cái miếng lá mềm. Rồi cái tô hỗn hợp mình đã ướp được hơn 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ múc chừng 2 muỗng canh như vậy.
cho lên lá bắp cải, rồi vàng đều ra để mình cuốn cho dễ. Đó, mình sẽ gấp cái mép như vậy nè, rất đơn giản các bạn. Đó, sau đó lấy một cái lá hành đặt lên, rồi mình sẽ buộc lại để cho nó khỏi bị bung ra. Như vậy là mình đã xong một cuốn. Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ cắt bỏ cuốn lá cứng, rồi tỉa những cái đoạn rách tơi như vậy, rồi cho nhân vô, tiếp tục dàn đều ra. Nói với cách này thì mình có thể chọn cái lá cải thảo á, mình làm rồi cuộn cũng được luôn các bạn. Đó, cứ như vậy thì mình sẽ cuộn hết nhân luôn. Đó, cuộn xong rồi kia mình sẽ đem cái dĩa này cho qua cái nồi hấp luôn nha các bạn. À, lúc này mình thấy nước đã sôi, bốc hơi nước rất là nhiều luôn. Đậy nắp lại. Rồi mình sẽ canh thời gian hấp 15 phút tính từ lúc nước sôi như vậy là bắp cải chín là vừa luôn. Sau thời gian mình hấp được 15 phút hơn, lấy ra. Thơm lắm luôn. Mình thấy bên trong có nước rất nhiều ở trên dĩa. Múc bớt ra để mình lấy cho nó không bị đổ nha các bạn. À, bây giờ mình lấy cái chảo hồi nãy mình phi hành tỏi còn chừa lại khoảng một muỗng canh nêm vô đây, 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng đầy nước tương, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê. Rồi cái nước hồi nãy ở trong dĩa mình lấy chắc hết vô luôn nha các bạn, cả trong cái chén lúc nãy mình múc ra nữa. Đó, bật lửa vừa thôi cho sôi để hỗn hợp tan ra. Bây giờ đã sôi, hỗn hợp đã tan hết rồi. Nước bây giờ có cái độ sệt nhưng mà chưa ưng ý, để mình thêm chút xíu nước bột năng vô nữa cho có cái độ sánh dẻo, được hấp dẫn hơn. Đó, bật lửa cho sôi lên rồi kiểu mình khuấy như vậy để canh cái độ sánh dẻo nha các bạn. Đó, được rồi đó, nó đã sánh dẻo sệt như vậy được rồi. Tắt bếp rồi mình cho lên ký cải thảo lúc nãy mình đã đấy ra nha. Đó, với cách làm không khó, mình có được một cái món nhanh gọn lẹ dễ làm, thơm lắm các bạn. Cái mùi dầu hào, gia vị tỏa ra rất thơm luôn. Như vậy là món bắp cải cuộn của mình đã xong. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Để mình lấy lên cho các bạn coi. Đó, cái nước sốt dầu hào áo xung quanh ký bắp cải cuộn như vậy nhìn rất hấp dẫn luôn. Để mình cho ra dĩa. Rồi cắt ra. Hả? Cái nhân mình dàn đều trên cái lá bắp cải cho nên mình cuộn nó đều, hấp thời gian như vậy nó vừa chín luôn các bạn. Thơm lắm luôn. Để mình ăn thử coi sao. Xin mời các bạn nha. Đó, mình ăn cái lá bắp cải dai dai, ngọt, giòn giòn, kết hợp với đậu hũ thơm cùng thịt bên trong nữa. Béo ngon lắm các bạn. Bên ngoài nước sốt, thơm mùi dầu hào, nước tương đậm đà. Vừa ăn, tuyệt lắm luôn. Để mình ăn nữa nè. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Để mà lấy lên rồi ăn thêm miếng nữa. Nếu có dịp mình hãy làm thử xem sao nha. Ngon lắm các bạn.